Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chip Game. Today I play a game. The first game I play is Bubble Rubber Tree. Now let's go. Rồi, mời các bạn xem clip nha. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi từ level 9 nha các bạn. Rồi, mới đầu qua thì mình đang ở đứng ở cái tầng thứ hai nha. Rồi, chúng ta sẽ đi cầu thang xuống tầng 3 và tiêu diệt cái con Ai Cập này nè. Đó. Rồi mình đã lấy được cái chích điện. Ok. Chúng ta phá hủy cái ổ khó này. Rồi chúng ta đứng đây và đợi một tí, đợi cái ông tên lính này đi qua thì mình sẽ tiêu diệt nó nha. Ok. Đã nhặt được một tờ giấy. Tiếp tục. À, chúng ta đã giải được mật mã nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này và đi thang máy lên trên lại. Chúng ta lấy cái mã con 5060 nha. Ok. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên tầng trên. Rồi chúng ta đứng đây nha. Mình đã có cái vũ khí là chích điện rồi. Đấy. Chúng ta đợi cho cái ông cầm súng này ông đi qua rồi mình sẽ tấn công ổng nha. Mình sẽ tấn công từ phía sau. Rồi xong, chích điện ổng rồi. Ok, 5060 đã mở cửa thành công nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới tầng 5 nha. Ở chúng ta giải mã cái cổng dây điện. Ok, cắt này. Và phá hủy cái ổ khó này nữa. Rồi đợi cho cái camera nó quay qua trái, mình sẽ đi xuống dưới nha. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục hải thứ hai của level này luôn. Đó, đã lấy được. Đây là cái mật mã để bước vào cửa. Rồi, chúng ta đang ở tầng 1 và đi thang máy xuống tầng 3 nha. Phá hủy cái ổ khó này nè. Ok, tiếp tục. Rồi xong, bị phát hiện rồi. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I'll play Flip Darwin. Rồi, và đây là giao diện game của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Quá chuẩn luôn. Ok. Boom. Chúng ta nên tiếp dưới nước là bằng đầu hoặc bằng chân nha các bạn. Oh my god. Thank you.
Rồi, ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo là Next Game I Play Hungry Dragon. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Để chúng ta bắt đầu vào chơi luôn. Hôm nay mình điểm danh ngày thứ 5 được là 10.000 quen nha. Để xem mình có thể mua con cá nào mới không nha. Ây da, con cá này 35, quên, con rồng này 35 vàng các bạn. Rồi mình mua luôn nha các bạn. Ok, ok, và đây là con rồng của mình mới mua nha các bạn. Wow, con rồng này size M nha. Còn mình đã tích trữ được một số lượng vàng khá nhiều. Bây giờ mình sẽ sử dụng và mua luôn. Ok, đó, chúng ta đi săn mồi nha các bạn. Đấy, quá đã luôn. À, đây có một trái ớt này. Đang ớt vào để mau chóng kích hoạt nội tại nha các bạn. Ăn rất nhanh nha. Tại vì con này size M lận, là nó chưa kịp nuốt là nó đã ăn xong rồi. Đấy, đó, mình đang tấn công cái con đó, cái con khổng lồ này. Càng sai con rồng sai là mới có thể qua được cái bên đó nha. Đó, mình sẽ ăn tất cả mọi thứ. Rồi, ok, mình đã kích hoạt được cái nội tại nè, bây giờ đang phun lửa nè các bạn. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Đó. Rồi, đã hết. Tiếp tục được kích hoạt lửa xanh đó các bạn ơi. Wow, chúng ta di chuyển qua bên này luôn. À, ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Zombie Harvest. Ok, chúng ta bắt đầu vào chơi luôn. Đấy, nên mình sẽ chơi thi đấu là cái con boss này nha các bạn. Đó, mình đang thực hiện tấn công con boss. Oh no. Rồi, mình đã ăn chúng cái lọ thuốc làm chó này. Thấy chưa? Phép nổ này. Họ đã bị mắc hết một cái bao thức ăn rồi.
Ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Bubbly Toad. Rồi, qua đây là giao diện game của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Đấy, ở tựa game này chúng ta sẽ thực hiện động tác ném cái ông người này lên trên cao nha. Càng cao càng tốt nha các bạn. Càng lên cao thì mình được điểm càng nhiều. Tiếp tục nào. Đấy, lên lụng trời. Con số hiện tại đang là 5 triệu mét, gần 6 triệu. Wow, quá dữ luôn các bạn ơi. Tiếp tục nào. Vẫn còn 13 lực nha, mình có thể ném được một lần nữa. Đấy, kỷ lục lần trước của mình là ném được 2 tỷ các bạn, 2 tỷ mét. Để xem lần này mình có thành công hay không nha. Chúng ta phải cố gắng canh cho thật chuẩn nha các bạn. Oh no. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Crazy Top Spin. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Đó, mình sẽ nâng cấp lên. Rồi, thêm số lượng thành viên rồi chúng ta bắt đầu chơi luôn. Đấy. Wow, vòng đây là vòng bonus nha các bạn, có khá là nhiều vàng luôn. Ok, chúng ta phá hủy kính và đi vào lấy luôn nha. Tiếp tục chúng ta vào cái này. Ok, để xem mình được bao nhiêu đô la nha. Rồi được mở khó cái cửa hàng mới nha các bạn. Đấy, 9.800 đô la. Ok, chúng ta tiếp tục level 2 nhé. Rồi, let's go. Đó, chúng ta vào lấy hết tất cả đồ nha. Cố gắng tận dụng nguồn nhân lực nha các bạn. Ok, một món cần thiết mình đã lấy xong, tiếp tục. Món cần thiết thứ hai. Đấy, ok. Còn thiếu một cái đồ múc đồ ăn nữa. Rồi, ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Dumb Dash. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ đầu tiên vào mở những cái rương và mỗi ngày nha. Đó, chúng ta đạt được rất là nhiều tiền. Rồi, tiếp tục. Chúng ta mở cái rương màu xanh nha. Đấy, đây là những cái tư thế ăn mừng khi mà chúng ta chiến thắng nha các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu nâng cấp lên.
Ok, chúng ta bắt đầu chơi luôn. Rồi, ở từ game này thì chúng ta cạnh tranh với lại bốn người chơi khác để tìm ra ai là người chiến, ai là người vừa đích đầu tiên nha, sẽ là người vào quán tiếp theo nha các bạn. Đó. Cái người nào mà đứng vị trí cuối cùng sau mỗi quán đấu thì sẽ bị loại nha, loại từng người ra đến khi nào chỉ còn một người cuối cùng thôi. Ok, chúng ta tiếp tục trách thứ ba nha. Ui trời. Ok, chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi. Để xem ai sẽ là người chiến thắng chung cuộc nha. Chị nhanh lên, chị nhanh lên. Wow. Rồi, vậy là mình đã giành chiến thắng rồi. Ok. Đó, chúng ta được mở một chiếc rương này. Đó, nhận được 5 cái trứng. Chúng ta sẽ thi đấu ngoài ván nữa nha. Ok, mình sẽ qua cái tựa game cuối cùng của video ngày hôm nay, đó chính là Bendy Run. Ok, hôm nay mình sẽ chơi cái level cuối cùng nha. Rồi, chúng ta bắt đầu vào chơi nào. Đó, chúng ta điều khiển cái con nhân vật của mình qua lại, nhặt những cái dụng cụ để tấn công cái con boss phía sau nha. Mình đã bỏ lỡ cái cục sắt rồi. Đối với cục sắt khi mà chúng ta ném thì sẽ hao 3 máu nha các bạn. Cây rìu thì hao 2 máu. Quả cục đá thì sẽ hao 1 máu nha. Oh my god. Rồi, mình đã bị ăn thịt nha các bạn. Chúng ta sẽ thử lại quán thứ hai nha. Ok, let's go. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay, đừng quên để lại cho một like, chia sẻ và đăng ký kênh với mình nhé. Và nhấn nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn và các bạn những video tiếp theo. Bye bye, see you again.